Nay mình chỉ mấy bạn giải cục Rubik 4x4 nè. 4x4. Màu trắng, màu vàng. Rồi. Giờ mình phá nè. Phá Rubik nè. Mình cũng mới mới biết thôi. Giờ mình chỉ mấy bạn mới chưa biết bao giờ chưa bao giờ chơi cũng có thể xây được cục này. Bây giờ mình chỉ mấy bạn, mình quay theo của mình là mình bay mặt trắng trước nha, mặt trắng ở trên, vàng ở dưới. Bây giờ mình quay bốn cái tâm trước. Ở đây mình quay bốn tâm này trước, màu trắng này nha. Màu trắng ở đây, mình kiếm cục màu trắng tâm. Đây, ở đây nó có hai cửa sẵn, hai cục màu trắng rồi. Bây giờ mình kiếm màu trắng này. Rồi. Đây. Màu trắng rồi mình phải xoay vô hai cục nó như vậy nè. Rồi mình mới lần đầu tiên thì cho nên mình quay vòng vòng vậy được. Chứ vì sao như bây giờ mình quay màu xanh, màu trắng đối diện với màu trắng mặt trên là màu trắng, ở dưới là màu vàng nha mấy bạn. Giờ màu vàng đây, có màu vàng rồi, mình để cái màu trắng này qua bên cho dễ quay. Màu vàng nằm đây, nằm đây mình đưa cục màu vàng lên đây. Đó, mình đưa cục màu vàng vô được hai cái màu vàng rồi. Giờ mình kiếm đây, đây có cục màu vàng nữa. Ở đây cục màu vàng nữa. Mình đưa lên. Mình đưa cho nó. Đó, mình đưa về thì nó mất. Mình đưa về thì nó mất hai cục này, thì mình đưa lên thì mình trả. Trả về như cũ nha mấy bạn. Đó. Rồi. Bây giờ mình đưa hai cái cục màu vàng này xuống dưới này. Ở trên màu trắng ở dưới màu vàng nha. Chưa đúng, nó nằm dưới này, nằm dưới này mới là đúng, để cho nó nằm ở dưới đáy, trên này màu trắng, ở dưới màu vàng, thì mình phải xoay sao, màu trắng này. Này, rồi. Rồi tiếp tục là mình kiếm màu xanh, mình xây theo màu vậy nha mấy bạn, màu xanh xanh lá cây, đây có xanh màu xanh lá cây ha, rồi giờ mình kiếm màu xanh lá cây, đây có màu xanh lá cây, thì màu trắng với màu vàng rồi thì mình để hai bên về cho nó dễ xây nha mấy bạn, để hai bên này mình kiếm màu xanh lá cây, mình xây vô. Đây, đây có màu xanh lá cây, đây có màu xanh lá cây, thì để mình kéo cái màu xanh lá cây này qua. Đó, cho nó vô màu xanh lá cây. Rồi kiếm đây có hai màu nữa, thì nó có rồi thì nó dễ, các bạn để xéo gì nè, xây lại là được màu xanh lá cây. Đó, thì mấy bạn có màu trắng, màu vàng, màu xanh lá cây rồi. Từ đây bên này màu xanh lá cây thì bên này phải màu đỏ nha các bạn. Đây màu đỏ, thì đây có màu đỏ rồi, mình kiếm đây. Mình đổi bên đây. Màu đỏ.
xanh tới màu đỏ, màu xanh màu đỏ bên đây là màu xanh nước, màu xanh da trời nha các bạn. Từ màu xanh màu đỏ tới màu xanh da trời, đây cũng có hai màu xanh da trời rồi. Giờ các bạn xây mới biết xây thôi nữa, bởi vì xây chưa có thành cái xây cái này thì các bạn cứ công thức gì hết, cái này nó cũng không có công thức gì đâu các bạn, cái này mình cứ xây cho nó mình nghiệm xây theo thôi chứ cũng không có công thức gì hết. Đây như mình xây được màu trắng màu vàng này rồi thì mình cứ để cái mặt này mình xây xây vô đúng, thì từ màu xanh lá cây màu đỏ tới màu xanh dương, rồi còn màu cuối cùng là phải màu cam thôi. Rồi vô màu rồi, rồi bốn cục đây. Giờ cái lý của cái cục 4 nhân 4 này là màu trên là màu trắng, dưới là màu vàng, thì mình ráp cho nó quen đi, mình cứ màu xanh trước xong tới màu đỏ, màu xanh nước biển rồi tới màu cam, xong rồi giờ mấy bạn tới hai cục hai bên này, mấy bạn kiếm sao cho nó ví dụ như màu này màu trắng màu đỏ xanh lá cây, giờ mình kiếm màu đỏ xanh lá cây mình để cho nó đúng rồi mình mới quay được nha. Đây là màu đỏ xanh lá cây, thì mình kiếm cái màu đỏ xanh lá cây đây, màu đỏ xanh lá cây như vậy thì nó vô đúng như các bạn, màu đỏ xanh lá cây như hai bên vậy, cho nó vô hai bên vậy nè, để mình xây cho nó thành một mạch vậy, mình quay cục này qua bên đây là nó có công thức nha các bạn, màu đỏ xanh lá cây thì bên đây là r nhỏ phẩy này đó, rồi r mặt này các bạn, r là nó quay theo chiều kim đồng hồ các bạn, r là bên phải, r u là trên, u là quay theo mặt kim hồ, còn u phẩy là quay ngược kim hồ các bạn, r u r phẩy f là trước nha các bạn, mặt trước này rồi r phẩy đó, r phẩy là quay ngược kim hồ, r là bên phải, r là bên phải, f phẩy rồi u nhỏ phẩy này trả lại nha bạn, rồi nó trả lại nè, nó vô này ha, vô nè. Giờ tìm tiếp như cái mặt này là xanh dương với lại màu đỏ, mình kiếm cái màu xanh dương, xanh dương màu đỏ như cục này đây, màu xanh dương với màu đỏ là đây, mình quay cho nó lại như cái kiểu này, quay đây. Cái này là không có công thức, mấy bạn quay đây, mấy
bạn quay cho nó vô, nó nằm như cái kiểu cái thế này. Đây, một xanh dương với màu đỏ này là hồi nãy là nó vô rồi, nhưng mà mình phải quay cho nó vô giống như nãy, là phải quay qua đây là hai cục hai bên vậy nè, mình mới quay được giống vậy đó. Màu xanh dương với màu đỏ, mấy bạn lúc nào phải để cái thế bên này nè, thế như vậy thì mình mới quay qua bên đây được. Này giờ quay bên đây là cái này công thức là F F G phải F phải R đó, R này quay lên này, quay lên R đó. Bây giờ hai cục này nó hai bên vậy nè đó, hai cục nó quay hai bên vậy, mình mới quay tiếp cho cái cục này nó xuống như đây thì là U U U phải R U R phải F phải phải F F F R phải F phải F phải cục này hay lắm F phải F phải R trả lại rồi trả lại mặt này rồi đó là nó vô. Mình cũng chưa làm, chưa thuộc công thức cho nên là quay nó hơi sượng sượng. Đây giờ tiếp cái màu này, màu đỏ với màu vàng, đỏ vàng kiếm màu đỏ vàng nhưng mà màu đỏ vàng đây, đỏ vàng đây, màu đỏ với vàng bất cứ nó nằm ở đâu nhưng mấy bạn cứ quay cho nó nằm ngang vậy, nó nằm như vậy nè thì mình mới quay được. Đây màu đỏ với màu vàng đây, đây thì mình quay nó lên, mình quay quay làm sao mình để cho nó nằm đó, đỏ vàng đây, đây đỏ vàng nằm qua hai bên rồi các bạn, đây đỏ vàng, đây đỏ vàng nó nằm vô thế luôn rồi. Giờ mình chỉ quay thôi, U phải nè, R R U R phải F R phải F phải R rồi trả lại đó là vô rồi. Đỏ vàng, đỏ vàng nha mọi người. Đây giờ kiếm tiếp màu này, màu cam với màu vàng, cam vàng thì mình kiếm màu cam vàng, kiếm tiếp một cam vàng này nha mọi người. Cam vàng đây, cam vàng đây, đây cam vàng, đây cam vàng thì mình quay ra cho nó cam vàng này, mình quay cho nó kiểu gì nó cũng phải gần nhau mới được. Cam 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 vàng, cam vàng đây, mình quay cho nó lại gần nhau là được nha mọi người. Đây đây cam vàng, mấy bạn thấy vậy, mấy bạn cứ xoay tới xoay lui nè, xoay tới xoay lui nè, nó cũng vô vô cái thế này hết. Quay lại cho nó gần nhau là nó vô. Vàng cam đây, màu vàng màu cam. Rồi mấy bạn quay công thức này nè, F F R phải F phải F phải R đó là nó lại, là nó lại giống như vậy, lại hai hai cục hai bên. Rồi mình tiếp tục mình quay U phải R U R phải